Hi, welcome back to my channel. Start skill được không? Các bạn cùng mình khám phá từ đầu tiên nào. Let's go. Ok. Một tựa game. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 20 tựa game. Wow. Rồi, đã thành công. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ game thứ hai. Let's go. Xuyên tường luôn. Let go. Okay, let's go. Ở dưới đây thì có một khẩu súng điện và các bạn sẽ dùng khẩu súng điện này để tiêu diệt ông bà Granny. Khẩu súng này có thể bắn cho ông bà này bị ngất trong vòng 1 phút cho đến 1 phút rưỡi. Ông này có vẻ đang ở trên tầng 2. Let's go. Oh my god, xảy rồi. I see you. Wow, 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 wow. Let's go. Bắn xa tận đây. Giờ mình sẽ xử lý ông này luôn. Xem ông ta đang đâu. Đây rồi. Rồi ok, vào từ kênh tiếp theo. Let's go. Trong cái video này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 6 món đồ. Ok, và tiếp tục nào. Let's play. là một người đàn ông nữa. Cô gái này xứng người đàn ông. Wow. Cứu gái này rồi. Rồi. You need to help her, Speedy. That last kill was just awesome. We've never had so many views on a single kill episode. Now go kill Billy. The viewers voted for a slow death. Yes, sir. Billy? Và tiếp tục các bạn sẽ làm những tiếp theo. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 6. Granny House. Let's go. Rồi, đi tìm những chiếc chìa khóa nào và bẻ khóa từ game này. Không có chiếc chìa khóa nào ở đây cả. Đây rồi, chim chìa khóa màu xanh. Ở đây các bạn sẽ phải bẻ khóa hết và mở khóa, và lúc đó thì các bạn mới hoàn thành được tựa này. Tìm cả một chiếc chìa khóa màu đỏ nữa. Còn nếu không thì đội tìm các bạn sẽ thua và đội Granny sẽ thắng. Còn chiếc chìa khóa màu đỏ nữa không thấy đâu. Và cuối cùng thì các bạn sẽ bẻ khóa và mở cánh cửa này ra. Khi mở cánh cửa ra thì lúc đó các bạn sẽ hoàn thành. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slendrina, rồi xem lại. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả các quyển sách. Khi đó thì các bạn sẽ đến vị trí lúc đầu mà các bạn đứng ở đó thì có một căn phòng, các bạn sẽ thoát ra cánh cửa. Khi đủ 8 quyển sách thì các bạn sẽ mở được cánh cửa đó ra. Đó, và tiếp tục các bạn sẽ đi ra ngoài và tìm kiếm tiếp 6 quyển sách còn lại. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game cuối cùng. Yes. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi lấy những món đồ. Một khẩu súng này, một viên đạn này, viên đạn thứ hai này, không lấy được. Bây giờ mà các bạn bắn vào kia thì coi như mất viên đạn luôn. Để lấy viên đạn thứ hai xem được không? Bạn không lấy được, một túi mà không lấy được. What's up? Và trong cái này các bạn sẽ phải tiêu diệt một đám người xương. Trong khi tiêu diệt đám người xương đó thì các bạn sẽ phải đi tìm món đồ. I need a key. Các bạn sẽ phải đi tìm một chiếc chìa khóa. kia. Wow. Ồ, mỗi lúc một gần hơn này. Rồi, mình sẽ tìm ở bên này xem. Bên này tìm rồi, bên kia rồi. Chỗ nhà thờ. Vẫn chưa thấy đâu. Tiếp tục vừa đi vừa tiêu diệt và vừa tìm kiếm. Đó, như thế rồi dần dần các bạn sẽ mở được chìa khóa đây và tiếp tục chiến đấu tiếp trong cái game này. Ok.